Cô em ơi, tôi đâu dám đi ngang về tắc mà sợ không hỏi chủ. Mai nhờ bà con để ta làm chỉ, nên nhìn kỹ coi có phải em không. Nhìn kỹ coi có phải không? Thì cha có đôi mắt thầm thấp chung chung, mà nhiều chiến công ngang tầm chúng si. Giờ tan mặt em hiền như bông bưởi đang nở trong vườn. Nhìn thấy mặt là mê liền à. Anh nói thiệt không? Anh mê ai? Đàn bà hay con gái? Tôi mê đất, mê người, mê điệu hò mái dày của ai? Của bà má bày. Trải qua buổi gà hoài à, cô sao? Anh ơi, con gái là em thiệt thà như điên. Anh đã nhiều lần khi tiên quá cho thêm buồn. Cô sao? Cái gì? Đôi trời có chung xíu mà em vẫn nghe thầm. Mà anh nói vậy mà không phải vậy nghe. Chứ sao anh ta? Anh muốn hỏi cho Vũ. Gặp anh đây giữa đường giữa ngõ, anh hỏi mà không nói thì sợ anh bảo con nhỏ hay làm lè. Còn ở đây nói với anh ba cho tình hết nghĩa thì chắc em phải chở vô nấu bữa cơm chiều. Chết luôn rồi. Chọn cái nghĩa mới quên. Trời ơi anh ba, anh nói cái gì mà em không hiểu à. Thôi để em đi tưới đậu kéo chưa rồi. Đâu gì mà đi với cô sao? Không tưới nắng chết hết luôn.
Thôi thì hỏi một câu làm lâu lắm chứ, mà hỏi hết chuyện thì sản xuất một lúc cũng xong thôi. Thiệt mà cô Sáu có chút xíu à. Ý ý đâu có được, mai mới là chết. Chuyện em làm vui em hiểu. Ở đây nói chuyện với ta hoài chắc đầu gà dưa chết nghèo hết anh ta. Bà con bị hành sẽ chê cười em bỏ qua màu chết khổ gì đừng nói chuyện với trai cả buồn. Tuổi trẻ chúng em là phải làm cho lời cô lại núi sông xanh tươi sắc lá thành trong lòng nhà nông thiệt lắm anh ba ơi, vì sao nói vậy anh đừng cười với em.